Tên để đến nhá. Vâng, bác cho cháu xin tên bác nhỉ? Tôi á Vâng, là Ngân. Bác Ngân ạ. Mình ở đâu? Tiên Lương ấy. Tiên Lương. Vâng, thì Tiên Lương. Hiện tại là bác Ngân tại xã Tiên Lương có về cơ sở đồ gỗ Tùng Tám và ký duyệt một cái đôi lọc bình chất liệu gỗ hương, kích thước là 1m7. Đây, chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi. Thì bác ký cho cháu xin cái đây, ký ở giữa này. Quay đưa lên YouTube à? À vâng. À, đưa lên. À, tao ra rồi, à. Ok. Chào bác. Thì có quay lại cái video clip làm kỷ niệm cũng như là cái sản phẩm cho bác Ngân đây. Video quay xưởng thì lấy mẹ viết hóa đơn cho bác. Ok nhá. Đây là hình ảnh đôi lộc bình quý vị nhá, và là bác Ngân đây, chủ nhân của đôi lộc bình đây. Vâng. Hôm nay là bọn cháu bàn giao. À, có hẹn ngày lấy chưa bác? Có đang bảo là chiều mai ạ. À? Chiều nay anh phải tiến hành luôn. Chiều mai là lấy luôn. Dạ vâng. Có nghĩa là hai không cần lắm đâu, thế vâng. Như là anh ấy bảo là mai là được cái ngày. Rồi. Thì cái đôi này là bọn cháu là cũng làm mộc như là oánh thế giáp ấy rồi. Ừ. Tẩy các thứ rồi. Đây là tẩy đi nó mới nhạt màu bác, không nó màu nó đậm lắm. Màu nó đậm nó đỏ. Rồi ok. Rất cảm ơn là bác Ngân đấy, đã xuống vào, đã xuống tận xưởng và ủng hộ ở cơ sở đồ gỗ Tùng Tám này. Hiện tại đang là 12 giờ trưa của ngày 20 tháng 3 năm 2020. Quý vị nào quan tâm yêu mến thì có thể bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm clip khác của chúng tôi. Rồi, xin chào mọi người.